Lên hàng nha anh em. Chim nhiều mà nó không chạy anh em. Sáng giờ cũng 5-6 kêu giờ mới được một con anh em. Chim đẹp không anh em? Con này mè đỏ nha anh em. Đỏ lòm luôn á. Đỏ phê anh em. Đang thấy lông nha. Nó rớt cả đống lông vào chỗ kia luôn anh em. Mà giờ nó còn đỏ vậy nè. Con này lông xong đỏ lắm nha anh em. Đồng pha nha anh em. Còn con gái dưới kia nữa, hai con này nó ở sát nhau đó anh em. Chim đại tướng ok anh em, không to chim vừa chim nhưng mà nó đều, cái form chim nó đều lắm, tròn chim lắm anh em. Anh em cái dàn móng con đây lạ lắm nha anh em, nó màu sữa nha anh em. Đây anh em, ngắn quá nên thôi hết vàng màu sữa luôn. Đây đây anh em, phá không vậy ta, mình muốn con ngay đây mà sao bây giờ con ngay đây gái nữa, mình đang muốn con đồng pha đây mà nó là con khác nữa vậy ta. Ở đủ đù quay để anh em nói mình xào ke cái đù má. Rồi để mình tắt máy, tắt máy để anh em đó, mình quấn con chim ngay cái đó, mình cắm nó rất là gần luôn. Đây máy mình ở đây, con chim đó anh em thấy không, con chim gáy ngay chỗ đó luôn nè, con chim đây nó dính ngay đây luôn nè anh em. Đâu rồi đây. Anh em thấy lông cá nó dính không đây nè, mà đây cũng còn một con đây con nào. Ôi vậy không phải rồi, thì con đây con nào. Đó nhiều khi anh em thấy không, nói thì nhìn kêu cơ xạo với đồ má, chim xổ số này bắt lúc nào cũng có, không biết nó ở đâu ra luôn. Anh em giờ sao đó, mình quýnh là mình quýnh con đồng nó đó, đó nó gáy trước mặt anh em, cắm ngay đây nè, mà con này dính ngay chỗ đây luôn anh em. Chim thiệt đẹp chứ phải xấu đâu, mẹ đảo lồm ấy. Rồi mày giọng gì mày. Nguyên vàng móng màu sữa luôn nè anh em, không biết hồi giờ mình không để ý nha, hay là do con này nó làm sao không biết nữa anh em. Đó mình quýnh con đó, còn dính con gì thì mình không biết luôn. Rồi đây thôi cứ cho nó đồng pha nha anh em, chứ nói xổ số nữa nhiều khi anh em lại ý kiến nữa. Đây anh em đồng pha mẹ đỏ quá vip, ok chào anh em nhé. Okay, let's go. Okay, let's go.